Xin chào nha, tôi là Giang đây và rất vui mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình cùng với Call of Duty Mobile. Thì chắc là mấy ông cũng thấy rồi đấy, mấy ông giờ đây vào rank ý, thì không còn những cái ngày tháng mà 7-8 ông sọt gun đi lạng lách đánh võng giữa đường nữa rồi, mà bơ toàn là fan x hai tay hai súng không mà bắn loạn hết cả cái bản đồ lên. Nhưng mà để chuẩn bị cho cái giải đấu clan sắp tới thì mấy anh em đã đăng ký hết chưa? Đăng ký rồi nhá, thì tôi có cái thông tin là nhận được là cái Akimbo nó sẽ bị cấm nhá mấy ông. Thế nên tự dưng tôi lại nhớ đến cái Fennec là đâu phải là bắt buộc phải cầm hai tay đâu mấy ông. Đấy, mọi người quên mất là Fennec vẫn cầm được một tay à? Đấy, thì ok, ở clip này tôi sẽ chơi hai trận, một trận một tay và một trận hai tay để cho mọi người có thể so sánh xem là cái khẩu Fennec hai tay nó có thực sự gọi là lợi hại hơn so với cái khẩu một tay không nhá, mà cái số lượng người chơi nó bị chênh lệch như vậy. Ok, thì tôi đã chuẩn bị hai cái ba lô đây, thì đây là một ba lô một tay và ba lô hai tay. Thì hai cái này tôi đã đàm chế tác hết cả rồi. Nếu mà mấy ông muốn xem kỹ hơn về những cái chế tác này thì tôi sẽ để link cả hai khẩu ở bên dưới. Còn đây sẽ là ba lô cho khẩu một tay nhá. Thì khẩu này là mình chơi theo phong cách bắn ngắm thì nó sẽ còn cần những cái phụ kiện như thế này, là hãm thanh tích hợp này, báng súng ổn định này, đèn laser OWC nha mấy ông, tại vì cái súng này nó hơi nhiều đèn. Đấy, tay cầm strike và một cái băng đạn mở rộng. Thì đây sẽ là khẩu một tay nha. Còn cái khẩu hai tay thì đây. Đây là khẩu hai tay. Khẩu hai tay thì không bắn ngắm được mấy ông, cái đây không bắn ngắm được. Thế nên là mình chỉ build thế nào cho cái bắn quét của nó lên hợp lý nhất thôi. Thì nó có đầu hạ tia lửa. Cái này thì nếu mà anh em mình full cấp cái khẩu huyền thoại rồi lắp vào thì nó sẽ bị mất cái hiệu ứng đèn lửa, nhưng mà nó sẽ tăng cái độ bắn quét của mình lên nha mấy ông. Tăng cái độ chính xác bắn quét. Đấy, thế nên mấy ông mà không quan trọng đẹp hay xấu thì lắp cái này vào. Tháo báng này, Akimbo, một cái đèn laser MIP nhá. Cái này là cái tăng độ bắn quét chuẩn nhất này. Đấy, và một cái băng đạn mở rộng, chắc chắn là phải cần băng đạn mở rộng nha mấy ông. Ồ đấy, thì đấy là hai khẩu Fennec của tôi. Thì anh em mình bây giờ sẽ bắt đầu luôn nhá. Bắt đầu luôn, không nói nhiều nữa. Ok, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn rồi đây mấy ông. Ui, mấy ông nhìn thấy không? Bằng một cách nào đấy mà trong team tôi đúng các anh chị trong clan luôn ạ. Được vậy nổi ạ. Thế là tôi phải phô diễn kỹ thuật nhá. Trận này tôi sẽ phô diễn kỹ thuật thượng thừa của cái khẩu súng này. Đấy, nhưng mà tôi khuyên thật mấy ông, mấy ông xem tôi bắn đi, như kiểu có ông ở đây này, chết ông này, ông nữa luôn. Ui, hay. Mấy ông xem tôi bắn đi, mấy ông cảm nhận cái sức mạnh này đi, cảm nhận sức mạnh khẩu súng này đi, rồi tôi phân tích cho những cái điểm mạnh. Nên mấy ông chết này, ông nữa luôn. Như nào? Ôi kìa, ui, thôi ông ơi, thôi tha. Ui. Tí tôi phân tích kỹ cho mấy ông mấy cái điểm mạnh đấy, rồi mấy ông phải sử dụng cái khẩu này đi. Đây là meta mới, thời đại mới. Mấy ông ơi, chết. Ôi kìa. Nào, ông nhặt súng của tôi. Ông nhặt súng của tôi này, được chưa? Ông này nữa. Nào, ông ở dưới này à? Ui, thôi. Ôi, tôi không nhìn thấy. Tôi cứ tưởng người ta không nhìn thấy mình cơ. Đây là thời đại mới rồi mấy ông, meta mới rồi. Mấy ông dùng nhanh lên trước khi nó bị nớp. Ok. Kệ, lấy A đi anh chị ơi. Lấy A đi, hay. Mấy ông lắp vào, nếu mà không có cái này nhá thì mấy ông làm nhiệm vụ để nhận cái ạ. Hay xe ơi, kết ngay. Cái tốc độ bắn nó thế giới như này, phải kết ngay. Làm nhiệm vụ nhận ngay cái Akimbo này đi nhá. Úi dồi ôi, giật cả mình ạ. Trước khi nó bị giảm sức mạnh nhá. Chứ tôi thấy khẩu này bây giờ nó tràn lan quá rồi mấy ông. Nó tràn lan ở đâu, đâu vừa cũng thấy luôn đấy. Thật, đâu cũng thấy luôn. Kiểu gì nó cũng sẽ bị nớp thôi. Thật, có khi mùa sau. Úi dồi, hay. Úi dồi, quay đầu, hay, được luôn. Đấy, ok nhá, thôi đến đây thì mọi người cũng có thể thấy được rồi. Tới tôi làm tuân phóng lựu cho nó nhàn rồi tôi bắn cho mấy ông này. Hai ông này. Đâu nữa không? Ông nữa này, ôi, úi giời ơi, được chưa? Úi giời ơi. Ok, thì mấy ông có thể thấy được rồi đấy. Là cái tốc độ, úi dồi chết. Đi được mạng cuối không? Đẹp tê. Cái tốc độ bắn nó khẩu ấy nó kinh khủng khiếp luôn đấy. Cái tốc độ giết người ấy, để mà nó vèo cái nó xả đạn phát là chết một mạng thề luôn, nhanh cực kỳ luôn. Cái tốc độ giết người của ấy kinh khủng luôn, tôi phải công nhận cái điều đấy nhá. Đi đâu hả xe? Hay, tầm xa luôn, bắn xa luôn. Ôi, tôi hỏi ông bắn quét mà nó còn xa như thế thì tại sao lại không dùng đi nhờ? Tại sao hả không? Mà nó còn dễ dàng xử lý những cái pha tầm gần nhá, bởi vì đấy. Chết, ơ kìa. Ê kìa, bởi vì nó bắn quét mà mấy ông. Ok, ông ấy vẫn lởn vởn ở đây này. Nó bắn quét mà mấy ông, thế nên là mình không bị cái bật ngắm lên nó làm vướng víu cái màn hình. Xử lý xe cực nhầm chết. Ôi hay. Ông nữa, thôi, thả. Chết.
Đây cũng là một cái điểm yếu của nó ấy. Tất nhiên là khi mà anh em mình burst không chết được luôn ấy, mà nạp đạn ấy thì nạp đạn lâu lắm mấy ông, hai súng cơ mà, nó tận hai khẩu súng thì nạp đạn chả lâu đấy. Thế nên anh em mình chắc chiêu tí nhá. Ủa, hay này, chết chết đi úi, ui ôi. Chịu luôn đấy, chịu luôn đấy. Anh em mình bắn chắc chiêu một tí bởi vì nó là bắn quét đấy. Thế nên lâu lâu cái đạn của bay nó vẫn hơi bị hên xui một xíu rồi nhá. Bay nó vẫn hơi bị hên xui mà bị đen quá mà đạn nó không dính vào là coi như không trúng viên nào luôn. Thật. Cái gì cơ hả ông? Ông chơi cái khẩu ở nhà anh em mình cứ lao hết cả lên cho tôi. Mấy ông không phải suy nghĩ. Hết round rồi à? Mấy ông không phải suy nghĩ một cái gì cả, cứ lao hết hẳn lên cho tôi. Cứ xông lên bắn như shotgun ấy. Thật. Khẩu ấy bây giờ thay thế shotgun rồi mấy ông. Chỉ cần build đồ chuẩn nhá. Build đồ chuẩn như thế này này. Đấy thì kể cả mấy ông nhìn cái quả đấy không, phải tầm 10m đến 15m vẫn có thể chơi được nhá. Mấy ông kèm theo đấy, cái tốc độ di chuyển nó nhanh vãi đái này. Tốc độ di chuyển nó gọi là kinh khủng luôn ấy. Mà nó không bị cái mà tốc độ di chuyển lúc bắn ngắm nó cản trở bởi vì mình có bắt được ngắm đâu. Mình bắn quét không mà. Ui dồi, cái gì đấy? EMP, cái này là cái EMP nha mấy ông. Nhiễu TV nó phá mấy cái chuỗi chuỗi. Sao điêu thế? Còn cái điểm yếu này thì nó cũng là cái bắn quét đấy luôn. Bởi vì nó bắn quét, thế nên là rất khó để bắn tầm xa. Ơ kìa, ô kìa. Những cái pha bắn tầm xa nó sẽ hơi khó một chút. Đợi tí nào. Ui dồi, ui không có ai này. Ra B đi mấy ông. Ui ôi, thôi thôi. À, và cái điểm yếu thứ hai là tuy là nó là 70 viên đấy mấy ông, nhưng mà 70 viên này là của hai khẩu nhá, thế nên chia đôi ra là nó 35 viên thôi à. Ông này, ông làm gì cơ? Sao mà đỡ được tôi? Sao mà đỡ được? Tiếp luôn này, từ xa vào gần. Còn lý do gì để phải cả trường á? Chưa dứt câu. Cái này có khi thua ấy, có khi thua ấy nhở? Đây này. Ui, tôi nhảy lên đây. Các anh ơi đừng, bỏ đi các anh. Em bảo các anh không nghe cơ. Đấy nhá, thì đây chính là khẩu Akimo hai tay. Thì trận sau tôi sẽ chơi một tay để xem cái sức mạnh của nó có được như khẩu hai tay này không nhá. Mà mấy ông để ý kiểu... Ui, cái gì cơ? Ông nào bắn tôi đây? Bật cái UAV phát. À quên mất, trời ơi. Các anh pháo em cái cao tờ với. Bật cái UAV không có tác dụng gì luôn này. Nhưng mà công nhận nhỉ, mấy ông công nhận không? Từ lúc nó ra cái Akimbo đâu cũng phải nấy. Solo xe này. Chỉ bị một cái là bắn xa hơi khó thôi. Bắn xa coi như là không được luôn đấy. Bởi vì càng xa thì cái quét nó càng lan rộng. Và nó lan rộng quá thì... Đấy, như kiểu cái này thì chịu nhá. Cái này thì chịu nhá. Không, mình phải móc. Mình chạy nhanh lắm mấy ông. À đây này. Chạy đi đâu này. Đấy, chỗ đấy phải tầm hơn 10m đấy mấy ông ạ. Không đùa đâu. Ôi nhưng sao trận này giống thua ấy nhở. Ui bê kìa, ui không kịp rồi. Ui, đấy, thấy ông thấy ui. Mấy ông thấy không, cả đấy là cái cổng tôi đen đấy. Đấy, cái bắn quét nó như thế đấy. Mình mà đen phát là thôi, đạn nó bay tứ tung phát không dính viên nào luôn, thật. Cay vãi chưởng ấy, nhưng mà thế nên tôi bảo là mấy anh em chơi khẩu này thì chết này, thì cứ lao thẳng vào người ta cho tôi mà bắn nhá. Này. Ui, bê đi anh em, các anh ơi, bê đi không thua đấy. Ui, cái gì? Quả lửa nó ở đâu ra ấy nhỉ? Ôi trận này có khi thua rồi mấy ông ạ. Cố lên không sợ, chúng ta có sức mạnh của tình bạn. Thôi, chịu. Chết, như nào, ủa ôi, 20m luôn đấy. Ui, nào. Ok, thì đây là trận đầu tiên. À, trận hai tay nhá. Để xem mình bao nhiêu mạng đã, rồi mình sẽ đến với trận một tay. Thì tôi sẽ cho mấy ông xem cái điểm mạnh của cái khẩu một tay là gì. Và cái điểm yếu của một tay là gì để anh em mình còn so sánh nhờ. Chết. Xa vãi nổi thực sự luôn, xa lắm luôn ấy mấy ông ạ. Xa lắm ấy. 26 mạng, ui anh Quang, mọi người nhìn anh Quang 2 mạng nhá. Ok, bây giờ trận thứ hai nào. Ok, thì đây là trận thứ hai. Phép phong cách là bắn ngắm. Trận này mình sẽ bắn ngắm để mình có thể tận dụng được cái sức mạnh riêng biệt của cái khẩu một tay với khẩu hai tay nha mấy ông. Mà mấy ông thấy cái quả này mấy ông không, tại vì mấy ông có cái khẩu này mà mấy ông không để ý nhá. Tâm ruồi khẩu này hơi đỉnh luôn đấy. Tâm ruồi khẩu này hơi bị đỉnh luôn, thật.
Ôi đâu ấy, chạy công cộc ngoài này, ghê thế. À đây rồi, đây rồi. Ông đi đâu? Thì cái khẩu Fennec này ở cái clip đầu tiên mà khi nó mới ra tôi cũng nói rồi, cái tốc độ bắn nó vẫn rất là nhanh. À nhầm, cái tốc độ giết người của nó vẫn rất là nhanh nhá. Thế nên là nó, nhưng mà về logic học đi mấy ông, kiểu hai tay thì hai súng thì chắc chắn nó phải hơn một súng rồi đúng không? Đấy, nhưng mà không phải là nó chậm đâu, nó không yếu đâu, nó vẫn rất là nhanh nhá mấy ông. Ở đây có người đấy. Đó, tiếp luôn này. Còn nhá. Chết chưa? Được không? Trốn đi đã, nạp đạn mấy ông, nạp đạn nhá. Đâu rồi? Đây này, úi thôi đông quá, thôi con úi. Tí được nốt ông nữa không? Đen thực sự, quái đen đấy. Đấy, mấy ông có thể thấy cái điểm mạnh của nó rồi. Tất nhiên là bắn ngắm thì anh em mình có thể xử lý những cái đường đạn, xử lý cái đường đạn của nó bắn chuẩn hơn. Úi thôi. Sao quái tôi lại chạy ra giữa đường nhỉ? Ê, nó không hiểu gì luôn. Không hiểu tại sao chạy ra giữa đường luôn. Chết nhạt. Ấy và điểm mới đi mọi người. Ấy ai vào hộ với, tôi đi bắn nhau tí. Cứ phải lấy 100 đã đấy. Cứ phải lấy 100 đã mấy ông. Đấy và cái tâm ruồi này nó sẽ khiến cho bắn ngắm, nó sẽ khiến cho anh em mình kiểm soát những cái pha bắn xa nó chuẩn hơn, nó sẽ không bị đen như kiểu chết này. Nó sẽ không bị đen như kiểu cái bắn quét nữa. Đây có người ở đây. Chiều nay có người. Đợi ông mãi không? Nào còn không? Ra đây ông, nạp như nào. Và cái điểm mạnh nhá, cái điểm mạnh là mấy ông thấy ở đấy, khi mà mấy ông bắn ngắm thì mấy ông sẽ phải làm quen với cái độ giật của khẩu này. Khẩu này nó giật dã man luôn đấy, nó rất khác hơn so với khẩu MSMC rất là nhiều luôn mấy ông. Khẩu MSMC ít ra nó còn lắc xong bay lên trời, nhưng khẩu này nó bay thẳng lên trời, nó chéo một đường, úi số ơi luôn. Thực sự luôn không hiểu. Khổng ngoại không chết à? Làm quả lưu. Ôi kìa. Ơ ui ơi, ông ở đây làm gì? Còn không. Điểm mới đi mọi người. Đây kiểu gì người ta cũng trong điểm mới này. Trong điểm này. Ở đâu rồi? À đây ngoài này. Ngoài này này. Trời ơi, tính cả rồi mấy ông. Tính cả rồi. Con à? Con ở ngoài này. Ok. Ôi ông ở trong nhá. Tôi đi đây. Đi tí tôi quay lại với ông. À đây có khẩu lục này. Lục. Cay thế nhở? Nhưng mà nói gì thì nói, thật sự tôi cảm giác là cái khẩu này chắc chắn thì nó sẽ không có cái tốc độ giết người nhanh bằng khẩu hai tay rồi. Đấy. Và cái thứ hai là mọi người có thể thấy nhá, như trận trước tôi cũng có nói rồi, cái số lượng người chơi bây giờ cái khẩu một tay thì gần như là không có luôn đấy. Ấy, sau này Không đục được. Nó SMG thôi mấy ông. Đam nó sao mà đủ đục được. Cái số lượng người chơi hai tay chết ủi. Đấy, như cái quả như thế này nhá thì hai tay nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều mấy ông. Nó không cần phải lên ngắm, và cái đường đạn nó sẽ bay từ lưa hơn là nó đi thẳng theo cái lúc mình bật ngắm. Thì chắc là sau cái clip này mọi người cũng thấy rồi. Cái hai tay nó thực sự là rất là xịn luôn. Này. Cái Akimbo nó thực sự là một cái gì đấy, nó đang cứu sống cái khẩu súng này. Chết ông mày. Ôi. Ok. Ôi. Không biết nói gì, coi như anh em mình quả đấy bị lag. Lag thế nhở? Có sao đấy? Có chuyện gì xảy ra mấy ông? Không hiểu nhá, tôi không biết gì đâu nhá. Thôi thế nhá, thôi nhá. Thôi thì đến đây thì chắc mình cũng phải khuyên anh em thực sự là anh em mình nếu mà chưa có cái Akimbo đấy thì nên lấy nó sớm đi trước khi nó hết nhá. Và dùng nó sớm đi, dùng mà cây rank nhiều vào mấy ông, trước khi nó bị giảm sức mạnh và nó sẽ... Ui dồi ôi, bẫy ruồi này. Nạp đạn luôn. Đấy, ông này trong này đây rồi. Đây rồi này. Ôi. Sao ấy nhở? Nó cứ sao ấy mấy ông. Trước thì tôi đã rõ ràng tôi cảm giác được cái khẩu Fennec của nó mạnh rồi. Thế mà bây giờ nó kiểu cảm giác là có một cái meta sẽ dành cho khẩu này. Thế mà đúng thật. Nhưng mà phải có hai tay mấy ông. Phải có hai tay nhá. Hạn chế dùng một tay thôi. Đấy là do cái giải đấu ấy. Cái giải đấu sắp tới, cái clan đại chiến đây này. Đấy, thì để mà phục vụ giải đấy thì không được dùng Akimbo, nên tôi có muốn luyện tập lại khẩu một tay này. Muốn luyện tập lại khẩu một tay này, nếu mà nó ok thì chết ông này, đứng im luôn mà. Nó ok thì tôi sẽ dùng thôi nhở. Anh em nhớ đón xem những
cái clip mà bắn giải của tôi nhá. Giải đấu là sắp bắt đầu ấy, hình như là tuần sau ấy nào ấy. Ok, thì trận đấu đến đây cũng là kết thúc rồi và clip của tôi cũng thế luôn. Thì tổng kết lại này, cái hai tay thực sự nó là một cái gì đấy đang rất là mạnh ở đây, ở cái thời điểm hiện tại. Và tôi khuyên thật mọi người nên dùng đi nhá. Một cái meta đang rất là xịn trước khi nó bị giảm sức mạnh thì nên dùng đi nhá. Và clip của tôi đến đây cũng gần như là kết thúc rồi. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem đến hết clip này. Nếu mà mọi người thấy hay có ích nhá, thì đừng quên để lại cho tôi một like và một subscribe ở bên dưới, để tôi có thêm nhiều động lực làm những cái clip và thậm chí là so sánh những cái clip như này cho mọi ông nhá. Ok, thì tạm biệt cả nhà nhá.